Ok, xin chào Soa đây. Xin chào Soa đây và chào mừng quay trở lại buổi livestream của tôi. Vì như tiêu đề event 30 phút của tôi, đầu tiên tôi sẽ trong plan tôi biết, vì tôi biết chắc rằng tối nay mấy ông anh tôi vẫn không like, không online được, cho nên tôi chạy luôn cái xong. Tôi lại lỡ nữa. Cái gì con? Cái này nhỉ? Chủ nhật tới thứ năm à? 2, 3, 4. Còn vỏn vẹn 5 ngày nữa chúng ta tới update. Đấy. Ok. Chỉ điểm 30 phút. Và luôn. Thank you.